Mẹ con ớt xanh lần đầu lộ diện khiến dân mạng trầm trồ vì quá đẹp. Hai mẹ con ớt xanh từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng tớp tớp vì độ dễ thương hài hước và nhây của mình. Đã từ rất lâu, ai cũng mong muốn được một lần chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của mẹ con và ớt. Và như cầu được ước thấy, hôm nay mẹ con và ớt đã chính thức lộ diện. Khi mặc bộ ớt xanh thì nhây ra trò, nhưng lúc bỏ mặt nạ ra thì cưng xỉu luôn. Đến lượt ếch con cũng không kém phần dễ thương. Ngay sau khi hai nhân vật chính lần đầu được lộ diện, đã khiến các fan phát cuồng vì độ dễ thương và xinh đẹp của hai mẹ con và ếch. Một số bạn còn hài hước, nhìn mặt bả hiền vậy mà có đợt còn bán cả con để đi ba cơ đấy. Ếch con kia là phiên bản giới hạn đó, vì chỉ còn một con duy nhất sót lại thôi, chứ trước bả bán hết rồi. Chỉ biết nói hai từ cưng xỉu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.